Ờ, sau đây mình xin giới thiệu với các bạn về lập trình mô phỏng của Fibonacci trong việc sản xuất phôi hay cũng như sản xuất các cái thiết bị điện tử trong nhà máy xí nghiệp. Đầu tiên mình sẽ tạo một chương trình đơn giản là lắp một cái phôi lắp công từ băng trên băng tải xuống ba led. Đầu tiên mình sẽ tạo một chương trình thì mình sẽ tạo chương trình ở đây là chương trình 5 và mình sẽ đặt tên cho chương trình này là dân kỹ thuật thì mình sẽ sử dụng lệnh FN99 thì lệnh FN99 này trong các chương trình robot thì các lệnh FN99 như lệnh gen nó là lệnh lệnh gen thì ở đầu tiên đứng ở vị trí đầu tiên thì đó là tên chương trình cũng như ở ví dụ như trên màn hình mình lập trình thì gem của dân kỹ thuật đó là tên của chương trình còn các gem về sau thì đó là chú thích để cho chúng ta dễ hình dung hơn. Đầu tiên là tôi sẽ đi tạo điểm home, đây là điểm home thì tôi lấy luôn điểm home của robot. Thì trên cái chương trình này thì ta sẽ tiếp tục đi đến tiết trình robot đến điểm gấp. Vâng, từ gấp ta muốn di chuyển thì đây di chuyển này thì ta phải bật chế độ của cái kit menu này lên. Thì đây và ta sẽ bắt đầu di chuyển. Thì ta sẽ di chuyển cái điểm robot làm sao mà cho đến cái điểm phôi của gia công ở trên băng tải sao cho vào chính giữa phôi này để trong quá trình di chuyển thì tránh bị rơi hay là xô lệch gì đó. Rồi ta sẽ đi căn chỉnh vào giữa. Ở đây thì tôi cũng căn chỉnh nó cũng khá là giữa. Rồi. Và tôi sẽ record cái điểm này vào để cho robot sẽ chạy chương trình đến điểm này. Vâng. Tôi record vào. Thì trước tiên mà muốn gấp cái phôi này lên thì ta sẽ set tín hiệu cho nó. Thì ở đây tôi sẽ set tín hiệu là O80. Thì ở đây muốn set tín hiệu O80 thì ta sử dụng lệnh set FN105 là set mở set O80 bằng 1 thì đó là vacuum on. Đó là vacuum on. Nếu bằng 0 thì là off vacuum thì sẽ off. Ở đây tôi đang viết chèn vào trước nên là tôi chỉ sửa lại chú thích lại cho các bạn dễ hiểu hơn. Ok thì khi mà vacuum bắt đầu gấp lên rồi thì ta sẽ cho một tín hiệu chờ, đó là wait. Wait này là wait gì? Wait này là wait tín hiệu y. Khi mà tín hiệu y này có thì bắt đầu các cái câu lệnh tiếp theo phía dưới của robot mới được thực thi. Nếu y này sáng lên thì các câu lệnh tiếp theo mới được thực thi, còn không thì nó sẽ chờ đến khi nào y80 này sáng. Y80 on lên thì bắt đầu sẽ chạy tiếp. Thì lệnh y này thì tôi sẽ dùng lệnh là FN 525. Thì muốn bật để cho hút vô cùng trong quá trình di chuyển robot này để cho nó trực quan hơn thì tôi sẽ bật cái tín hiệu input output ở trong robot lên. Thì đây tôi sẽ đang chọn 80 và tôi sẽ chọn ấn FN on. Đây là số 1 ở trên màn hình dependent đây, màn hình TPV thuộc. Tôi on tín hiệu lên và bây giờ thì tôi sẽ up tune lên
để khi mình di chuyển không bị va chạm vào cái băng tải này. Rồi tôi up lên. Ở đây là tôi đang để hệ tọa độ tun nên là dép trừ hơi ngược đi đi xuống và đi lên, nên tôi để lại hệ tọa độ là robot. Đây, lên thì tôi sẽ record ở lại. Và sau khi up lên rồi thì ta sẽ cho cái robot này đến điểm điểm đó tôi gọi là điểm an toàn, để cho khi di chuyển sao tránh va chạm với các cái vật thể như là băng tải này, hay là các cái hàng rào ngăn chắn gì đó, thì ta sẽ đến điểm an toàn. Đây tôi để điểm an toàn là tọa độ này, tôi ấn record lại. Thì ở đây tôi cũng dùng lệnh FN99 để chú thích lại cho các bạn dễ hình dung hơn. Sau khi đã tôi đưa về chế độ điểm an toàn rồi thì tôi sẽ tạo một cái điểm thả phôi ở trên pallet. Tôi cũng mình xem để cho các bạn dễ hình dung hơn. Thì sau đó tôi sẽ điều khiển cái robot này, robot này đang gấp phôi tới cái điểm trên pallet, điểm mà tôi muốn đặt ở trên pallet này. Sau khi mà tôi đã đưa cái tích trinh cái điểm này đến cái điểm trên pallet muốn đặt thì tôi cũng bấm record lại. Này tôi sẽ chỉnh ở chính giữa của pallet. Ok, đây là tôi sẽ đi nhìn các phía xem nó ok chưa. Đó, cũng khá là tương đối. Thì tôi bấm record này, đây là điểm thả thả phôi ở trên pallet. Sau cái điểm thả này thì chúng ta nên ọp ọp vacuum đi, thì tôi sẽ sử dụng lệnh FN105 tín hiệu O80. Off đi thì ở đây là không. Rồi tôi sẽ sử dụng lệnh wait. Wait ở đây là wait không điều kiện. Wait đợi tín hiệu nó đã bị off đi thì tôi sẽ đợi tín hiệu O80 off đi. Sau khi off xong thì cái phôi này nó sẽ giữ trên băng tải và tôi lại tích trinh robot này lên điểm up. Điểm up này thì là điểm up ở tại pallet. Thì tôi sẽ di con lại. Rồi, ok. Sau cái điểm up này thì chúng ta nên đưa đưa cái robot về điểm home. Khi xong một lắp xong một chu trình thì nó người ta nên đưa robot về điểm home để thực thi các lệnh tiếp theo. Nhưng video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách cơ bản là gấp từ phôi từ băng tải xuống pallet. Thì ta cho so về điểm home. Thì sau đó thì tôi sẽ đưa cái phôi này về cái trạng thái ban đầu của nó là ở trên băng tải, để làm sao để cho các bạn khi để lên đây rồi thì tôi sẽ chạy chương trình, tôi sẽ off khí đi và tôi sẽ chạy một cái chương trình hoàn chỉnh phôi này từ trên băng tải xuống pallet. Này tôi sẽ đưa về cái điểm mà điểm gấp phôi thì tôi sẽ chọn một cái điểm đấy FN và mũi tên lên thì
Sau đó tôi ấn check go. Sau khi xong thì tôi sẽ off vacuum. Off vacuum ở đây thì nó sẽ nhả phôi ra và tôi sẽ đưa về vị trí home để bắt đầu chạy chương trình. Thì sau đây tôi lên đến bước step 0 để tôi bấm check go. Thì các bạn nhìn xem các cái tín hiệu 80 output 80 và cái tín hiệu input 80 khi mà sử dụng lệnh set set o 80,1 nghĩa là on, cái tín hiệu 1 nghĩa là on, 0 nghĩa là off. Thì tôi on tín hiệu 80 lên và sau đây tôi sẽ chạy với chương trình thử nghiệm cho các bạn xem. Tôi sẽ dùng lệnh check go, đây là điểm home rồi. Còn điểm home thì sẽ chuyển sang điểm thả, à điểm gấp, quên. Người gấp lên thì đây tôi sẽ on cái vacuum lên. Đấy, các bạn nhìn thấy sáng chưa? On lên thì xong bắt đầu lại. Tôi sẽ chạy lệnh wait, wait ở đây nên đang sáng rồi. Sáng rồi tôi sẽ thực thi cái lệnh tiếp theo. Người gấp, con gấp phôi lên, chuyển ra vị trí an toàn. Rồi. Sau vị trí an toàn nó sẽ đến gấp cái điểm thả của phôi. Thì lúc này sẽ lại tắt tín hiệu O80 đi, các bạn thấy không? O80 tắt đi. Và nó sẽ đợi cái tín hiệu 80 này tắt đi. 80 xong robot sẽ trở về điểm home. Và kết thúc chương trình. Sau đây tôi xin hết hướng dẫn, kết thúc cái phần hướng dẫn.